Chỉ có Hồng Loan mới đưa lại nụ cười hạnh phúc cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chỉ có cô gái ấy mới đem lại cho ba của mình những gì trang nghiêm và yên tĩnh nhất. Ở thời điểm này, nhang khói, hoa thơm, quả ngọt đều có đủ, khác với sự ồn ào náo nhiệt bằng những buổi tiệc, khác với những reo hò tung hô làm trò mèo trò chuột ngay trước bàn thờ người đã khuất. Chỉ có cô gái ấy mới để tâm ba mình thích gì, tình thân mà, làm sao tả hết được đây. Không bàn về vấn đề cô ấy là con nuôi hay con ruột, bởi công sinh sao bằng công dưỡng dục, nuôi hay ruột, miễn cô ấy là người con hợp pháp của cha mình công nhận, được pháp luật công nhận, gắn bó yêu thương tình cha con triều mến biết bao. Cô con gái ấy giống ba đến từng tướng đi, nét mặt, hành động, khi thường hay lao khăn giấy ướt, giống cả tính cách giản dị, mộc mạc, giống cả sự chịu thương, chịu khó, không vì giàu mà khinh người, không vì nghèo khó mà than vãn buông xuôi, sống một đời khép kín. Còn nhớ có lần được nghe một người tri kỷ bên cạnh ba cô ấy kể lại, người rất ghét ăn đu đủ và mùi của quả xoài chín. Vậy mà có lần đã thấy ai đó đem lên mộ của nơi hoa viên vỏn vẹn ba quả đu đủ rồi vội vã cúi mặt ra về. Cô con gái ấy lại khác, mỗi lần lên đến mộ là lao từng nơi, từng chỗ, từng góc một, thay từng lớp chân nhang dày đặc. Ngay đến cả cậu con trai thứ của cô ấy, người gầy gò nhưng cũng không ít lần bắt gặp hình ảnh cậu bé lao hình cho ngoại, lao mộ cho ông ngoại. Hôm ở lễ tang cậu ấy cũng lặng lẽ lao hình ông, nét mặt buồn bã. Tuy tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, đến ai cũng phải xót lòng. Quả thật cô ấy dạy con rất tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép và cả tính cách giản dị, thừa hưởng từ ông ngoại lẫn mẹ của mình. Con nhớ có lần vô tình xem được một clip quay lại hình ảnh của ba con ông cháu vui vẻ trò chuyện. Trong đôi mắt của người ba ấy, tràn ngập niềm vui sướng yêu thương, lúc nào cũng nở trên môi tiếng cười giòn giả. Đến chỉ nghe thôi cũng thấy ấm áp, hai từ gia đình. Không như ai đó, chỉ vì một cái danh, một cái tiếng, đến chứng tỏ là mình có mặt, rồi thì lướt nhìn sơ qua, lượn vài dòng, chụp những bức ảnh rồi về đăng lên mạng, rằng bản thân đã làm trọn trách nhiệm, thay mặt cảm ơn văn vở và vẽ vời này nọ lỡ chai, để nhận được những lời khen, những lời tầng bốc có cánh. Họ đâu để ý đến những người đã khuất cần gì, người đã nằm xuống rồi còn đâu, cần mồ cao mã đẹp, mà người chỉ cần một nơi an nghỉ, an yên, rồi an giấc ngàn thu, thương.